Ủa, sao lại có giày phụ nữ trước cửa nhà mình? Chồng ơi, chồng. Vợ, vợ về lúc nào đấy? Anh, ai đây anh? Sao lại ở trong nhà của vợ chồng mình? À, đây là cô thu tiền điện. Đột nhiên tháng này tiền điện nhà mình tăng đột biến, nên là anh bảo cô ấy vào xem lại cái công tơ xem như nào. Thu tiền điện đó? Giờ vẫn có người đến tận nhà để thu tiền điện. Nhà mình thanh toán online mà anh. Em chào anh chị ạ. Từ từ cái gì nữa? Vợ đi làm về nè. Vợ đây xóa bóp cho nhá. Đi. Anh ơi, em đến thu tiền nước à? Anh ơi. Dạ, em đến thu tiền nước. Thế tiền nước tháng này nhà tôi hết bao nhiêu tiền đấy? Dạ, của anh hết 3 triệu ạ. 3 triệu? Thằng gì mà đắt thế? Nước sinh hoạt chứ có phải nước thánh đâu mà. Nếu mà anh chê nước nhiều quá ấy, thì về anh dùng cái máy bơm già nhà anh đi vậy. Không, ai nào dám chê. Thôi được rồi, bây giờ như này nhá. Cô vào trong nhà thôi, để tôi lấy tiền tôi đưa cho cô nhá. Nóng chết thì được ấy. Đùa chứ, lần nào sang nhà anh em cũng phải hóa trang kiểu như này. Không thể chịu được, áo này nó như kiểu hấp chín em luôn ấy. Thôi, ngoan ngoãn đi nào. Vợ anh ấy là lao động chính của cái nhà này. Tuy nó hơi già một tí thôi, thế nhưng mà ấy, nó kiếm tiền hơn chị giỏi đấy nhá. Thôi, tranh thủ. Nào, chị Thương. Anh, sao anh bảo với em là anh kiểm tra kỹ lắm rồi, tối mà anh về cơ mà. Thì anh hỏi nó rồi, nó bảo 7 giờ tối nó mới về cơ. Anh hỏi nó về giờ đây. Nào, đùa chứ. Lần trước nói là đến thu tiền nước rồi, bây giờ không thể nói như thế được nữa. Bây giờ làm sao bây giờ? Hay cái gì mà hay nữa, anh bảo này, em xong ạ. Anh bảo, bây giờ nhá, chúng ta vào trong tủ đi, xong rồi anh lừa nó ra ngoài cho em ra nhá. Nào, không, nhưng mà nóng lắm. Đau, đau em. Chồng. Vợ à, sao em đi làm về sớm thế? Em bảo là tối mới về cơ mà. Thì anh về nhà nghỉ ngơi một tí. Với cả lâu rồi không xem phim. Về nhà xem. Em nói anh mới nhớ đấy. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình không đi xem phim. Hay là để anh đặt vé nhá. Đi thôi, đi. Ấy, ý anh không bảo là phim đấy. Phim này. Ai đây? Chẳng phải là cô gái thu tiền điện tiền nước hôm nọ đúng không? Sao lại vào trong tủ để kiểm tra công tơ à? Hả? Công tơ chỗ nào đấy? Em biết gì, em xin phép ạ. Đứng lại. Ai cho cô đi mà đi. Các người đừng nghĩ tôi là con gà. Muốn chăn thế nào thì chăn nhá. Đừng có mơ. Sao mình lại để áo lót? Mà khoan, đây không phải áo lót của mình. Chồng ơi, chồng. À, đây là cô thu tiền điện. Đột nhiên tiền điện tháng này của mình tăng đột biến. Chuyện này hàng xóm đã nói với tôi vài lần rồi. Chẳng có cái nhà nào mà thu tiền điện tiền nước đến tận 5-6 lần trên cái nhà này cả. Mà cả cái nhà này tiền điện tiền nước căng lắm chỉ vài triệu. Đây, lên đến cả chục triệu. Diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai. Chứ diễn dở như thế bị phát hiện là đúng rồi. Vợ ơi, vợ, anh bảo này, em xin lỗi. Anh biết là anh sai rồi, tất cả lỗi lầm là do anh. À không, tất cả là do cô ta. Là do cô ta đã dụ dỗ anh, chính cô ta đã dụ dỗ anh. Này,
anh nói cái gì đấy? Rõ ràng ngay từ đầu ấy, anh nói với tôi là con vợ của anh này vừa già vừa xấu, điện nước không đầy đủ, anh mới tìm đến tôi. Bây giờ anh nói như thế á, tự nhiên mà tôi biết đến anh à? Tôi bảo thế bao giờ cô đừng nói linh tinh. Anh đừng có mà điêu nhá, rõ ràng chính anh cô bảo đi. Tôi... Anh... tôi không phải bị ngu mà còn tiếp tục giờ này nghe anh trình bày nữa. Bao lâu nay tôi quá chiều anh, tôi nai lưng ra đi làm kiếm tiền, giờ anh dắt gái về nhà đóng kịch, nghĩ là qua mặt được tôi á? Không có chuyện đấy đâu. Giờ hai người lập tức cút ra khỏi nhà của tôi. Trước khi tôi gọi bảo vệ lên hô cổ hai người vì tội đột nhập trái phép đấy. Vợ ơi, vợ ơi, chúng mình là vợ chồng mà, em tha lỗi cho anh đi. Anh bây giờ không phải nữa rồi. Cút. Đúng là phụ nữ vẫn không thể tin ai ngoại chính bản thân mình.